đội tuyển Việt Nam cần có thêm những miếng đánh. Philippines cho thấy, họ rất khó chịu khi phải đến những phút cuối cùng mới chấp nhận đầu hàng trước đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng siết sao trước đội bóng có lối chơi phòng ngự số đông chắc chắn giúp ích cho thầy trò ông Park Hang Seo rất nhiều khi mà nhiều khả năng. Đội tuyển Việt Nam sẽ thường xuyên đối mặt với lối đá đổ bê tông ấy ở AFF Cup 2022. Thông thường trước mỗi giải đấu, các huấn luyện viên đều mong muốn có một chiến thắng để tạo sự hưng phấn cũng như thoải mái trước lúc nhập cuộc. Huấn luyện viên Park Hang-seo chắc hẳn cũng phần nào cảm thấy vui vẻ khi đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Philippines 1-0 trong trận giao hữu cuối cùng trong hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Nhìn vào trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy được những hình ảnh tích cực. Đó là khả năng kiểm soát, làm chủ cuộc chơi khi chiếm ưu thế hoàn toàn so với Philippines đó là khả năng tổ chức phối hợp tranh chấp bóng hiệu quả trong hai phần ba sân đó là hình ảnh của một đội bóng cửa trên ứng cử viên cho chức vô địch khi đối thủ phải chơi ở thế kèo dưới chấp nhận nhường sân lùi về sân nhà để phòng ngự với hy vọng buộc đội tuyển việt nam phải chia điểm tuy vậy chiến thắng siết sao ấy cũng phần nào cho thấy những khó khăn mà đội tuyển việt nam phải đối mặt trong trận giao hữu với philippines cũng như trong chặng đường phía trước khi đối thủ chơi với chiến thuật gần như dựng xe bus bởi chỉ cắm mỗi lão tướng Rock ở tuyến đầu, các học trò của ông Park Hang Seo gặp khá nhiều khó khăn trong việc đưa bóng vào vòng 16M50 của Philippines. Nói một cách khác, các pha tổ chức phối hợp để có thể bẻ gãy thế phòng ngự co cụm, nhiều tầng của đoàn quân của ông Park Hang Seo vẫn chưa sớm đem lại hiệu quả cao khi phải đến phút bù giờ cuối cùng mới có bàn thắng khai thông nhờ đường truyền của Văn Quyết đưa bóng đập chân hậu về Philippines, đổi hướng đi vào lưới. Ở một chừng mực nào đó thì thế trận khó, sau chiến thắng siết sao và có phần may mắn trước Philippines có thể lý giải rằng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa bung hết sức. Thật thế khi huấn luyện viên Park Hang Seo cũng không dạy để phô diễn tất cả những ngón đòn về chiến thuật, triển khai hãm thành hay nhất của mình để các đối thủ như Lào, Singapore hay Malaysia, Myanmar có cơ hội để tìm hiểu, nghiên cứu, từ đó có kế sách để đối phó với đội tuyển Việt Nam một thực tế nữa là đội hình trong trận giao hữu với philippines không phải là những quân bài có khả năng tấn công tốt nhất của đội tuyển việt nam những cầu thủ có khả năng gây đột biến mạnh như hoàng đức quang hải hay thậm chí văn hậu vẫn được cất trên khán đài hoặc đến hôm qua mới có mặt hội quân một khi những cầu thủ này xuất phát đội tuyển việt nam hứa hẹn sẽ có một hình hại mới tuy nhiên Việc khá bế tắc trước một đội bóng phòng ngự số đông như Philippines cũng là thuốc thử tốt để đội tuyển Việt Nam sẵn sàng đối phó với các tình huống tương tự sắp tới ở AFF Cup 2022. Cho rằng thế là bởi, thầy trò ông Park Hang-seo bước vào giải đấu với tâm thế là ứng cử viên vô địch, được các đối thủ tôn trọng tối đa trong những năm gần đây. Thực tế, mỗi khi các đối thủ đối đầu với đội tuyển Việt Nam đều chơi phòng ngự số đông trận hòa của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở AFF Cup 2020 là điển hình khi huấn luyện viên Shin Tae-yong dựng xe bus trước cầu môn. Khiến đội tuyển Việt Nam bất lực. Và khi đối đối đầu một đối thủ ở thế cửa trên hơn nhiều như đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2022 thì nếu những Malaysia, Singapore hay Myanmar chơi tử thủ để kiếm điểm cũng không phải là bất ngờ. Vì thế, trận thắng khó trước Philippines là bài học để thầy trò ông Park Hang Seo xây dựng thêm các miếng đánh linh động hơn cho AFF Cup 2022. Những tín hiệu tích cực từ Văn Quyết Văn Quyết là thành viên đội hình vô địch AFF Cup 2018 nhưng lần gần nhất được huấn luyện viên Park Hang Seo gọi lên đội tuyến quốc gia là tháng 12 năm 2020. Sau đó, tiền đạo 31 tuổi vắng mặt ở tất cả giải đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam như giai đoạn 2 và 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hay AFF Cup 2020. Hồi tháng 9 năm nay, Văn Quyết mới được gọi trở lại sau 2 năm vắng bóng và anh đã để lại những ấn tượng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại giải giao hữu trên sân thống nhất, Văn Quyết đã tỏa sáng với bàn mở tỷ số vào lưới Singapore, tháng 4, 0, đến trận gặp Ấn Độ, được tung vào sân ở phút 60 thay Văn Đức, Văn Quyết hòa nhập rất nhanh với đồng đội và tỏa sáng với bàn thắng ấn định tỷ số 3-0. Và chiều tối ngày 14 tháng 12, Văn Quyết lại tiếp tục ghi bàn vào lưới Philippines và đấy cũng là pha lập công duy nhất giúp cho đội tuyển Việt Nam tự tin trước ngày đi Lào đá trận khai màn.